Thế sau kiểu chắc là cô này cũng thích thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mới hay trêu, mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không là ngã đấy. Ôm thật. Ôm luôn. Ôm thật. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm mà. Cảm giảm hay quát lắm. Trông mình hay thôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời 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 hai mời em. Wow, trên sân khấu hôm nay là phải nói nha, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Chưa, đều là mắt sao gà nó... như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Dạ. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung, tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. À. Nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ, em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy cũng chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao. Thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá. Cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng chơi, biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi, hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em ngày xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi, là người yêu ngày đấy, đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. An toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần trêu rồi ôm luôn. Ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thế coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, chị cũng vậy mà. Lúc thế, còn lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ, đấy chị là gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì em bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về
về về suy nghĩ chia sẻ thì cũng chia tranh nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn trong một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ chồng, bị già hơn chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó, vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ấy đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy, tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi, máu lắm rồi chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé mà. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên giờ. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thế ra vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Anh nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên không được cái. Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Không, chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau, chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không, rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Nên em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến rồi. Cái phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích đúng, các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Cường khùng. Anh không hề thích luôn. Tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm, thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể ra thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không không không
quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Thế nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiềm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông ngày tôi mà hay quát lắm. Quá mà, em hả? Vâng. Mà nhiều khi cô biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn muộn, 10 giờ 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi không chơi đâu. Thế vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là chơi game, mặc định luôn, mặc định cứ cầm luôn. Máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè, quá càm ràm nè, hay quát cả chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá, xì chết đấy hay quát. Nhưng mà thôi, đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi, dắt con đi ở trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu mà thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài. Nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc công kinh doanh nhà. Nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá cũng quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng và con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Thế là vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá, quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Vậy bây giờ cô vẫn nhớ câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ. Còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành. Có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu, bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều, em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á. Nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc. Cái công ty là công ty phải phát đạt. Triển hơn nữa. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Con mất úp, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi, cái trời ơi, con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua, cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu thôi. Để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Ừ đó. Thì hai đứa làm ăn nội chứ. Trời ơi, lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mổ khóc luôn. Con hả? Cũng mới đầu con cười, cũng khoái lắm, con nói
Làm chuyện mất cười mất cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn luôn. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Nghe. Wow, rồi đó chị ơi. Đó, em cầu được ước thấy đó. Rồi, xin chào. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái, con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc, cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. Mà ở Tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Wow. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là Thái, người Thái trắng. Dạ, Thái trắng chính xác ạ. Thái trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém Thái Lan. Đó. Rồi bây giờ mời cả. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. Con là ở Sóc Trăng là người Hoa. Người Hoa nhưng mà ông bên nội con là người Hoa nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa. Hoa như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Không, bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, người mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó. Thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bằng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Mắc cười lắm. Hua Hoa không Hoa mà Hường không Hường mà Hương không Hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên đó. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy cái ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, mà kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con cũng không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi, sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây ở dưới thì không có thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con không thích đi. Nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Ổng nhảy vô. Ổng nhắn tin riêng, ổng nói là trời ra đi anh rước. Cái trời mình nghe mình nôn, mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ổng nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à. Nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu là bị cục hứng đó phải không? Con mất ức, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi, cái trời ơi, con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua. Cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu vậy thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cáp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Bên đèn đỏ bên kia là giả bộ đúng không? Đó. Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ bốc xe về khách sạn thì thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà, chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô bar vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi, tăng 4 gì luôn. Xong rồi về khách sạn, đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say quá say luôn. Mà cái lên dạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với ba anh trong phòng mà hai anh kia lên dạc. Có tự nhiên ảnh nằm dưới đất mình nên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nói hồi danh lên nè. Anh có con vỗ cái dẹt con nó lên nằm gần với em nè. Con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới Lên luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm rồi.
tháng bay 4 lần á. Bay con bay ra hay anh bay, bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô luôn. Làm thì giúp mình một tuần tầm... là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con 2-3 ngày việc. Kiểu rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5-6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn Thái là bay vô trong đây là có một ví dụ như khoảng công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó. Có là nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng, cho hãng máy bay thì đó điện là anh Quang Thái hay đặt vé kiểu gì vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công như công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái tương bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Ừ đó. Hai đứa làm ăn nội chứ biết sao. Thì hai đứa yêu nhau vậy rồi gia đình có biết không? Ừ. Con theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ chịu kiểu như hết nổi thì sao á, cái nói anh vô ở trong đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này, rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm, bị stress luôn, bị stress đúng đó. Tại vì nhà con mạnh ai nấy ăn, không ăn cơm chung. Năm ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ. Xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà bỗng dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ cái ấy sao khóc lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động ông cũng khóc nữa. Hay khóc. Ví dụ vậy nói em nghe cái nói là không có gì đâu rồi, con thấy thước hay người ta đi chơi rồi, hoặc là đi diễn này, nói trời anh vô đây là anh phải, anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè, rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm, 10 năm nữa thì anh cũng nghĩ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh, tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa, ban đêm ban hôm nữa, con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ, rồi anh đi anh vô anh đi chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi, nửa anh quen, từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó, khóc cũng khóc, nói giờ thôi vậy nhớ khóc đúng không? Cúng đồ đi ngày mai đi về ngoại thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại đi mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu, mọi thứ bắt đầu lại cứ suy nghĩ đi lại. Suy nghĩ đi cái bắt đầu sáng đó là nói thôi về ở đây với em, xác định tư tưởng luôn, tư tưởng đúng luôn chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà sao mình bực chứ? Cũng hơi bực khóc là mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà không được mình hiểu đi cái gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền mà con đang là trong mùa dịch, tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9 thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nó đẻ đi đẻ ngày bữa nay cũng tốt, mất khánh nữa dạ. Đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nó là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ nguy hiểm đủ thứ, mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ, mà bên bệnh viện thông báo nha 4:20 hay gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị 4:10 kêu cơm ăn, con thì không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà không mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói anh ơi 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó. Mà con phải đi tắm cái nữa. Nó con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi con chuẩn bị tâm lý đi về mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm cái anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát. Không biết sao là mừng hay là gung hay sao vô hát gùm beng bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó con cũng nghe, nó là con biết ổng biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên, chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ mà giờ này chồng tắm, thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ đi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới trời ơi, làm đang mình đang tịnh gây mê tị sống thì
con bé kia nó vô nói là bác ơi bây giờ chồng của chị Hu á, anh Thái á, bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, anh khóc ngoài hồng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sanh thường thì cho vô, sanh mổ là không thể nào. Nhưng rồi. Mà bà chị nói là trời tới nãy anh mất tắm, bà nói chơi vậy đi đẻ mà tắm gì, mà mới đầu là bác sĩ quạo. Rồi bác sĩ bỏ cái màn cây kim kéo xuống đi, rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu à. Em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời trời làm thế ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà mổ khóc luôn con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười mất cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy ừ, tự nhiên lớn lớn luôn, cái con thấy ổng làm con cũng thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động đó luôn. Rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng như tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vô phòng mổ. Hối hận sợ lắm, sợ mình không gặp được vợ, nhớ vợ có bị làm sao để vô phòng một cái, ai vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ. Sợ tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, lạnh tanh nữa. Lạnh lắm, lạnh thật, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao cầm kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó đó. Rồi nó dở. Không sợ thấy thương. Cái cảm giác sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Bắt đầu gặp được vợ, cái mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc. Vô khóc lắm lắm hoài. Nói lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi bây giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình Vợ Ông Son này nhiều mà đúng không? Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. Đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, cứ gọi con là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. Rồi xàm tối ngày cái miệng nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn, ta sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Cái đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Có cọc quạo wow, liền cọc. Con dãy liền. Đó lại mất vui luôn. Tự khơi khơi rồi tự quạo hay, đúng rồi. Hỏi nè đó quen nhiều người anh. Cái nói nó xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái họ nói hồi cái có làm gì không. Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu. Làm nhiều lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á. Xong con quạo con quay vô vách ngủ liền. Con nói á, đó, mới bị lớn mà gì vậy. Quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa. Con cũng làm không cho nói ra. Là cũng quạo. Không nói cũng quạo. Là cái đó là tật xấu. Mới nói mà. Xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Rồi sao rồi giờ con mong hỏi gì thế nào. Đủ rồi giờ. Hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á, hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thích cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm thì 7 giờ ổng thức, thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước rồi ổng lấy gối của con, mền của con để quả nồi trước, ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi, rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó. Rồi ổng cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường. Nó hôm em làm mà trả lời khách 2-3 giờ cho em ngủ một chút đi. Phải bắt mình thức xong liền là đi căng cái ga giường. Căng thẳng thơm nha. Cộng tóc cũng nói mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói. Cộng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc gất cái giò dưới đất cũng lượm lên. Thậm chí phân thằng lằn cũng bốc nữa nha cô. Kỹ mà con hứ. Trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi, em cũng ẩu mà không nha. Lúc mà, nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc dặn con nè, nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn, đôi dép mang ai cũng được mang vô đâu nha, mấy dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn.
không được. Mà dặn con không có cho con nói lắm nha, nhưng mà con thích hoài mà tới đứa cháu ghép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó chỗ đó vậy đó, mặn hồi nữa ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười lắm, mẹ nói trời trời, đôi dép nó cũng hửi được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua, các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không? Bí mật cho nhau. Đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà. Là à, Hua có quà tặng cho chồng hả? Biết rồi, biết. Là dối tận hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này, lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con. Là gì? Hồi đó giờ cái gì ấy, cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh, ngược lại cho ảnh. Đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh, không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? Không, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi, nhẫn này em tặng anh rồi. Hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Quá. Khoe cái chiếc đi, khoe cái chiếc đi rồi à. Trời, Thái muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa, con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình, là con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. À, cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy. Trời rồi. Với trên sân khấu này nữa thì rất là ý nghĩa. Người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chị anh kia chưa có vợ à? Lúc này em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Là em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Em nhiệt tình hơn, em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ, hôm nay đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Xin chào. Thế em cầm cái gì trên tay? Dạ vâng, hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá hả, Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc ạ. Đây là cái biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng, hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng, thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hiểu rồi, em cảm ơn chị. Xin thôi chị đại diện chị nhận đi. Rồi, em xin cảm ơn em. Chào chị. Cảm ơn lại. Cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân, hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Anh Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ.
Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì là vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa, thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm, chưa có gia đình. Là em chưa, chưa có người yêu. Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu. Thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy, thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn, và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó, thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Rồi sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường ạ, mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy là 10 ngày. Tức là mà cái 10 ngày đó nó lại có, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó. Nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em á, thì nó lại rất thuận lợi, vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba. Chỉ có gặp nói mà nói thôi. Đúng rồi. Đúng không? Chỉ có gặp bằng, tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ. Chào, và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là người ta sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm, mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy, thì anh ấy bảo là này em hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng là lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sai đó. Phải không em? Sao lại vợ em lại nó sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng ạ. Đúng không? Mà thì vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm một cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai là nghĩa là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý, chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền thì cũng có rất nhiều cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó, nhưng em bảo là anh có bạn gái chứ anh đã lấy đâu. Thế anh bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào.
Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh 3 phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh của anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác. Vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài. Làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư. Tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền đó, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi, quay lấy em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Ừ. Ồ vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. À đúng rồi. Okay, là em lại xong cái chuyến này lại đi. Xong là thời gian là đi qua bạn. Xong em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về. Và em không biết nhà ông to, ôi to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu em? Em mà biết thế em còn tấn công nhà sớm đâu? Hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ đến, đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Các cụ đắn đo. Thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn đi vợ còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi? Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Nghĩa là em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Em... Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn là 32 tháng, đang học mẫu giáo, mẫu lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà. Và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng là bây giờ là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Của em hai đứa gái. Trời ơi. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì đấy, vì thực ra em cứ mọi người cũng từ thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, thế nên không phát hiện ra điều này. Ủa ngáy to kinh khủng. Mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Chứ nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. Cũng may chắc... là em mặc dù kiên định, nhưng nếu mà có nhỡ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say goodbye bại. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Có tật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm mấy người, rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng lại ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em nhiệt tình hơn. Em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ, hôm nay đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đó. Nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái có cái mới sinh là có cái miếng dán bỉm á.
Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè thì sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau. Thì tất nhiên là cũng có cái kéo em đi. Tại vì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. À chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? À không, em cũng không, em không định nghĩa giống anh mà nhiều khi nó phải định nghĩa không nghe nắp đúng không? Dạ vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. À, trường phái trừu tượng, đấy là... Đấy chị thấy không? Ông này ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu vợ ông phải nói lòng vòng. Suốt ngày ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế? Sao quần áo cứ vứt ra đây thế? Con cái nó lớn rồi thì nó học theo anh bảo. Mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến. Lắm thế là sau này là con gái học theo là chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp 3 lần á, đúng không? Rồi nấu nướng, nấu ăn thì sao? Vào bếp, khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu của em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nấu cho bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy của gia đình, ngon nóng sốt, rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt, và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy, không có gì cả. Cô nghe không cô like. Đấy, cô có nghe không cô like. Về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết, rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Làm hơi ỉ lại một tí, là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì cô có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Tinh cũng được. Rồi, em xin phép hãy rồi. Chị cũng xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này, chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, vợ đứng lên đi nào. Thực sự là em rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo được phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn, vì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Và em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn anh, nhà cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sửa, em sửa. Rồi. Em sẽ sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé.